Tôi chắc chắn rằng bóng đá đang trong quá trình suy thoái. Điều đó có nghĩa là ngày càng có nhiều người xem bóng đá, nhưng nó ngày càng kém hấp dẫn vì những gì làm cho nó trở thành môn thể thao hay nhất trên thế giới không còn nữa. Nếu bạn để nhiều người xem bóng đá, nhưng bạn không bảo vệ niềm vui của những gì họ xem, điều đó chỉ có lợi cho doanh nghiệp, vì doanh nghiệp là nhiều người xem bóng đá. Phát biểu tại một cuộc họp báo của CONMEBOL, Bielsa đã chia sẻ về sự tiến bộ của công nghệ và tác động tiêu cực của nó đối với môn thể thao này. Sẽ là bình thường nếu đó là lời phát ra từ một huấn luyện viên nhận thất bại, nhưng không phải vậy. Tất nhiên, đội của ông chịu ảnh hưởng nhân sự lớn sau khi Nandes bị đuổi khỏi sân khi trận đấu đã gần kết thúc sau pha phạm lỗi với Rodrigo. Cầu thủ của Uruguay đã phạm lỗi với cầu thủ chạy cánh khó chịu bên phía Brazil bằng một pha vào bóng bằng đinh giày ở mắt cá chân và bị đuổi khỏi sân sau khi kiểm tra VAR. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức và vì giải đấu không có hiệp phụ, cả hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu căng thẳng để phân định thắng thua. Trận đấu chứng kiến tổng cộng 41 lỗi vi phạm, cho thấy sự quyết liệt và nỗ lực của cả hai bên. Uruguay đã giữ vững phong độ và bản lĩnh để vượt qua Brazil giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút đầy kịch tính này. Đáng ra trong thế thiếu người, lại vượt qua Brazil trên chấm penalty, ông thầy có biệt danh là El Loco lại không thực sự ăn mừng trong phòng họp báo mà ông hướng về chính môn thể thao này. Marcelo Bielsa là ông thầy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều huấn luyện viên hiện nay, là người mà Pep Guardiola phải thừa nhận là người đàn ông hiểu bóng đá nhiều hơn bất kỳ một ai khác. Mà đây thì cũng chẳng phải là lần đầu tiên một ai đó đem chủ đề bóng đá hiện đại ra để chỉ trích. Hết Ronaldinho nửa đùa nửa thật, sự gay gắt của Ronaldo Nazario hay trước đó có cả Michael Owen với phát biểu cuối năm ngoái trên podcast Upfront with Simon Jordan của William Hill. Ngày xưa có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời, những người thực sự tài năng, đúng nghĩa những bowler. Bây giờ, nếu bạn có thể chạy xa hơn một chút so với mọi người khác và chuyền bóng từ A đến B, thì bạn có thể có một sự nghiệp khá ở Premier League. Bạn thậm chí không cần phải giỏi như vậy nữa. Bạn từng phải có kỹ năng và phẩm chất thực sự để trở thành một cầu thủ hàng đầu. Bạn phải là một cầu thủ bóng đá. Bây giờ bạn chỉ cần là một vận động viên. Có thể thấy là nội dung của những lời này thường đến từ những cựu cầu thủ hay là những huấn luyện viên lâu năm. Những người đã có thâm niên và đủ sự nhạy bén để hiểu môn thể thao đã hay đang là cuộc sống của họ biến đổi như thế nào. Bóng đá là môn thể thao vua, là nơi mà người hâm mộ dù ở vai trò vị thế nào trong xã hội cũng có thể hòa nhịp con tim. Một trái bóng tròn và 11 cầu thủ cho mỗi bên, cách vận hành của bóng đá thời kỳ sơ khai, về cơ bản chỉ quy định đường biên là đội giành chiến thắng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất vào lưới đối thủ. Chưa có thống kê, chưa có sự can thiệp của công nghệ, mọi thứ nguyên bản. Và khi ấy thì những cầu thủ giỏi không cứ nhất thiết phải là những cỗ máy chạy hết 90 phút. Thẻ phạt, luật cấm chuyền bóng về thủ môn, rồi đến goal line, mọi thứ diễn ra trơn tru và mượt mà. Đúng là dấu ấn kỹ thuật trên sân đã cạn kiệt dần sau khi Brazil băng hà, khi Tiki-Taka biến mất. Nhưng ít ra thì khi thích nghi được, cảm xúc của khán giả lúc chứng kiến những bàn thắng, nó vẫn mãn nhãn. Nhưng kể từ sau kỳ World Cup đầu tiên có VAR vào cuộc năm 2018, bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Đây là một thời kỳ hoàn toàn mới, nó tách biệt hẳn với bóng đá trong quá khứ và chúng tôi sẽ dùng từ bóng đá hiện đại, nơi mà công nghệ mới là thứ quyết định chứ không phải là con người nữa. Bạn ghi bàn, chớ vội ăn mừng. Hãy hướng về cái ông trọng tài đứng ở gần đó, chú ý quan sát những cử chỉ và lời nói. Người ta phán quyết thế nào, cầu thủ trên sân cũng chỉ biết thế. Bây giờ chỉ cần dướn lên một chút thôi, bàn thắng sẽ không được công nhận và nó khiến cho những cầu thủ hơi thiếu linh hoạt như là Lukaku phải khóc ròng. Mục đích của những thay đổi với quy định thẻ phạt tạo ra giúp trận đấu bớt tính bạo lực, quy định cấm thủ môn dùng tay bắt bóng sau một đường truyền về bằng chân của hậu vệ đến sau kỳ Euro 1992, nơi mà Đan Mạch lên ngôi với kiểu chơi câu giờ rất khó chịu. Mục tiêu của goal line là để tránh những bàn thắng ma như của Frank Lampard trước Anh và Đức vào kỳ World Cup 2010. Những thay đổi này hầu như không có sự phản đối vì nó ban đầu hướng đến người xem và sau đó là hướng đến sự công bằng, gia tăng tính thể thao. Và nếu VAR chốt hạ được sự công bằng đó mà không tạo nên khuyết điểm gì, thì đó sẽ là bóng đá kỷ nguyên Utopia. Nhưng VAR đã thay đổi cảm xúc của người hâm mộ về bàn thắng. Nó khiến cảm xúc khi chứng kiến mảnh lưới rung lên chưa hẳn đã là gieo hò phấn khích, mà đó là sự chờ đợi, đến nỗi có những cầu thủ chẳng dám thể hiện như là Lukaku. Về điều này thì lão đại Marcelo Bielsa cũng đã nhắc đến. Đối với tôi, việc tăng khả năng tiếp cận highlight và giới thiệu công nghệ thông qua VAR gây hại rất nhiều cho bóng đá. Môn thể thao này có một đặc thù, khi nó trở nên hoàn toàn có thể đoán trước, nó sẽ mất đi sức hấp dẫn. Theo thời gian, khi ngày càng ít cầu thủ bóng đá đáng xem và khi trận đấu được sản xuất ngày càng kém thú vị, sự gia tăng nhân tạo về số lượng khán giả này sẽ bị gián đoạn. Ông tiếp tục, bóng đá không chỉ là 5 phút highlight mà còn hơn thế nữa. Đó là một biểu hiện văn hóa, một hình thức định hình.
Hãy hỏi một người Uruguay xem những điểm nổi bật của La Celeste sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa. Nhưng điều đó không liên quan gì đến bản chất cho phép một dân tộc yêu sự độc đáo, quan trọng nhất mà một dân tộc sở hữu. Nhìn vào chất lượng bóng đá của Uruguay từ khi ông nhậm chức, có thể thấy chính ông đang tiên phong cố gắng chống lại những sự tẻ nhạt của bóng đá hiện đại. Được dẫn dắt bởi hai tiền đạo từng là cầu thủ của Liverpool trong quá khứ và hiện tại, đội của Bielsa đã chơi rất ấn tượng tại Copa America. Bielsa trong thời gian ở Premier League nổi tiếng với lối chơi hấp dẫn tại Leeds United với hệ thống pressing tầm cao và tấn công mạnh mẽ, bất kể những đối thủ cộm cán nhất. Điều này đã giúp Leeds United nhanh chóng trở thành đội bóng được yêu thích thứ hai vào năm 2020. Phong cách này rõ ràng là phong cách mà ông mang theo bất cứ nơi nào sự nghiệp quản lý của mình đưa ông đến. Không chỉ Uruguay ở Copa mà tại Euro 2024 này, cũng có những đội bóng đã thi đấu rất hay, những trận cầu cống hiến, nhưng nó lại thường diễn ra giữa những đội tuyển không phải là cường quốc bóng đá. Có một số những ngoại lệ, chẳng hạn như là đội tuyển Đức. Việc người hâm mộ muốn Đức vào vòng tiếp theo là điều dễ hiểu vì họ chơi rất có nét, sở hữu nhiều cầu thủ hay. Nhưng trước đối thủ Đan Mạch ở vòng 16 đội, câu chuyện có thể đã rất khác nếu Joachim Andersen được công nhận bàn thắng. Một cái mũi giày được nhô cao hơn, như thế là đủ để bàn thắng không được công nhận theo luật. Nó khiến cho huấn luyện viên Kasper Hjulmand cũng chỉ biết nhắc đến trong phòng họp báo một cách đầy bất lực. Tôi có bức ảnh ở đây, nó là 1cm. Về mặt thống kê thì điều đó không có ý nghĩa. Đây không phải là cách chúng ta được cho là sử dụng VAR, nó là 1cm. Còn về pha chạm tay sau đó của cậu học trò, không chỉ ông mà cả đến những Alan Shearer hay Ben Foster và Theo Walcott trên nền tảng X cũng đã phải lên tiếng. VAR giết bóng đá, luật bóng chạm tay là thứ chết tiệt. Khổ thân nhất là tuyển Đan Mạch với những kỳ Euro vẫn là Kasper Hjulmand 3 năm về trước. Ông đã phải phân trần một quả penalty tại bán kết trước người Anh. Đó là một pha leo biên của Raheem Sterling, khi đó đã có hai quả bóng trong sân. Rồi thì pha chạm bóng của đội bóng áo đỏ cũng còn khá nhẹ để siêu vòng 3 đổ dạp xuống như vậy. Mới đây thì Đức từ người được VAR cứu rỗi có vẻ đã trở thành nạn nhân khi mà Jamal Musiala sút vào tay của Marco Kurella trong một tình huống quá rõ ràng. Sau trận thua đó thì cổ động viên của Đức đã kêu gọi chữ ký yêu cầu đá lại. Còn người hâm mộ nếu theo dõi tình huống phát lại sau đó sẽ đinh ninh rằng Anthony Taylor biết đây là pha bóng đá việt vị nhưng chẳng hiểu sao lại không ra dấu. Việc VAR không nhất quán thì nó đã đến ở những giải đấu hàng đầu. Thì Premier League năm ngoái có Liverpool là nạn nhân với việc PGMOL còn phải đăng đàn xin lỗi thì đủ hiểu. Tại sao tình huống này bị còn tình huống kia trông cũng tương tự nhưng hồi còi lại không được cất lên. Người hâm mộ có thể lên ESPN hay một trang nào đó để xem giải thích. Nhưng thực sự là luật đang quá ưu ái như ông vua áo đen và đang dần cảm tính hơn. Chẳng có hậu vệ nào vừa cản phá bóng vừa chắp tay ra sau lưng mãi được cả. Vì như thế nó mất thăng bằng. Và bởi sự thiếu nhất quán, hơi cảm tính này mà khán giả chắc cũng chỉ tặc lưỡi. Khi nào họ thích có bàn thì họ cho, giải với trật thích. Thời đại công nghệ số với TikTok và xu hướng giải trí mì ăn liền lên ngôi. Việc theo dõi một trận đấu bóng đá 2 tiếng đồng hồ sẽ cần một sự quyết tâm lớn. Trên các diễn đàn ngay cả ở quê hương của bóng đá là Anh Quốc, người xem cũng đang lên tiếng với quan điểm là bóng đá ngày nay quá chiến thuật, quá cầu toàn và thiếu đi nguồn cảm hứng. Có người còn phũ phàng hơn với sự thừa nhận. Tôi bật một trận bóng để làm nền, trong lúc làm những việc khác. Trừ khi tôi có thể nghe thấy không khí, sự sôi động của những cổ động viên, thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nó. Một số người thì cho rằng đó là cách mà bất cứ môn thể thao nào phát triển, đạt đến điểm cực thịnh thì sau đó sẽ suy tàn. Lý do là bởi dù là tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ thì khi mục tiêu sau cùng là chiến thắng, những biện pháp tối ưu điều đó khắc nghiệt nhất rồi sẽ xuất hiện. Ở làng banh nỉ thì chúng ta có tuyệt chiêu toilet thần trưởng của Djokovic. Trong bóng rổ chúng ta có một đội bóng hầu như không úp rổ từ thời Steve Kerr, đó là Golden State Warriors. Điểm chung ở đây là khi họ là những nhà vô địch, những người khác, tập thể khác học theo và nó mất đi tính đặc trưng của từng đội. Tương tự với bóng đá, giờ thì đội nào chẳng đã kiểm soát, thủ môn chơi chân và khi tấn công thì xây dựng hình thái ba hậu vệ. Bóng đá không chết, đó là điều chắc chắn với số lượng khán giả vẫn rất cao ở kỳ Euro 2024 này. Những trận đấu của đội bóng chán nhất như là đội tuyển Anh thì vẫn có lượng view tàng tàng 16 triệu theo thống kê của ITV. Bóng đá chưa bao giờ dễ tiếp cận và phổ biến như ngày nay, như theo lời của Marcelo Bielsa. Sẽ không bất ngờ nếu bóng đá sẽ tụt giảm lượng người xem sau giai đoạn này. Sau cùng thì bóng đá cũng chỉ là một hình thức giải trí. Nếu mục tiêu tối thượng của nó chỉ đơn thuần là làm tiền cho doanh nghiệp, thế thì người hâm mộ quan tâm làm gì nữa đây?